Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ lên cho anh chị và các bạn một chiếc xe SUV thuộc phân khúc 7 chỗ của nhà Toyota, chính là Toyota Rush. Chiếc xe Rush sản phiên bản 1.5G sản xuất 2020 này hiện đang được chào bán tại Toyota Xuân Mỹ Đình, có địa chỉ tại số 15 Phạm Hùng Năm, Từ Liêm, Hà Nội. Xe này là xe cá nhân một chủ từ đầu ạ. Đi khoảng 61.000 km, xe còn rất là mới và đẹp luôn nha. Ngoại thất thì chiếc xe này có màu đen nhá. Phiên bản máy 1.5. Xe này là xe cá nhân thì đang được rút hồ sơ. Anh chị và các bạn nào quan tâm có thể qua bên em xem xe trực tiếp ạ. Đây là dàn mâm và lốp của chiếc xe. Mâm và lốp còn rất là mới và đẹp luôn ạ. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết để cho anh chị và các bạn có thể tham khảo kỹ hơn nhé. Xe này đã được trang bị về che mưa này. Đây là khoang nội thất của chiếc xe. Chiếc xe có nội thất ghế da màu đen rất là sạch sẽ. Đây là các phím bấm trên tapi cửa này. Tapi cửa vẫn còn rất là mới luôn ạ. Xe còn rất là mới và đẹp luôn nhá. Đây là vô lăng của chiếc xe. Vô lăng này. Đây là đồng hồ hiển thị. Màn hình. Đấy. Cần số này. Đây là khoang nội thất phía sau nhá. Trần nhị này. Phần nhỉ nữa còn rất là sạch sẽ. Các chi tiết ví dụ như là tapo này, tapi cửa nội thất này, em sẽ quay rất là chi tiết và chân thật để anh chị và các bạn có thể tham khảo một cách rõ nét nhất. Ngoài ra trong quá trình quay anh chị và các bạn cần quay chụp kỹ các chi tiết nào, anh chị có thể kết bạn Zalo với em sẽ gửi chi tiết các phần đấy cho anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Đây là khoang nội thất phía sau ạ, rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Đây là các chi tiết như là đinh tán này, ốc vít keo chỉ này. Rất là nguyên bản theo xe luôn ạ. Xe còn rất là mới và đẹp luôn, xe chạy có hơn 61.000 km thôi nên là chủ xe đi khá là giữ xe luôn ạ. Toyota Xuân Mỹ Đình bán xe ra thì sẽ cam kết cho anh chị là xe đã được kiểm tra 176 hạng mục của Toyota, cam kết là xe không tai nạn, không nổ máy, không thủy kích và không phạt nguội nhé. Ngoài ra thì bên em vẫn hỗ trợ mua xe trả góp lên tới 70% giá trị của xe với lãi suất cực kỳ ưu đãi do tài chính Toyota cho vay trực tiếp. Đấy. Nên là anh chị và bạn có thể tham khảo chiếc em này. 5 chỗ mà năm à, 7 chỗ mà giá tiền thì rất là vừa phải luôn ạ, rất là hợp lý luôn. Đây là các chi tiết như là ốc đinh tán lề, ốc bản lề các thứ này, keo chỉ đinh tán rất là đẹp luôn ạ. Xe này thì đã trang bị là dán kính trải sàn này, ốp bậc lên xuống chống xước này, vè che mưa này, xe rất là đẹp luôn. Xe này đặc biệt hơn với một số xe khác, đó là dù dẫn động một cầu nhưng là cầu sau, thế nên là xe rất là khỏe so với các xe cùng số máy nhá. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết khoang nội thất, khoang máy, khoang động cơ. Thì anh chị ở bạn có thể tham khảo kỹ hơn. Đây là khoang động cơ của xe ạ. Ốc chân máy, ốc mặt máy vẫn còn nguyên bản theo xe nhé. Chân đèn, ốc cabo rất là mới luôn, vẫn còn nguyên bản đấy ạ.
Chiếc xe Toyota Rush sản xuất 2020 này hiện đang được chào bán tại Toyota Xô Mỹ Đình có giá là 540 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng cho các anh chị và các bạn nào liên hệ trực tiếp với số hotline đang hiển thị trên màn hình nhé. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn tại các video tiếp theo ạ.